Khi bé nói mình muốn ăn chay, bé có một thẻ nhật ký. Bắt đầu từ đó, bé vẫn ăn chay cho đến nay. Tôi mào đem một thẻ nhật ký, bé lại mang một tấm thẻ khác về. Tôi hỏi sao mà nhiều vậy, khi nào con mới tô xong? Bé Kính Tường hiện nay vẫn đang ăn chay. Bé bắt đầu ăn chay từ lúc nhà trường phát động cho đến nay. Gần đây khi đi Đài Loan 10 ngày, các em không hề bị cám dỗ, không hề bảo muốn ăn thử các món thịt. Hoàn toàn rất kiên trì trong việc ăn chay. Con muốn ăn chay, nhưng mẹ con nói một tuần nhất định phải ăn cá một lần, con không muốn ăn cá. Bởi vì ăn chay có thể giúp đỡ trái đất. Bởi vì ăn thịt, động vật phải chết, chúng sẽ khóc, con sẽ rất đau lòng. Trước đây, bé nghĩ ra rất nhiều cách để bảo ba cùng ăn chay. Ba ơi, ăn chay với con nha. Nhìn thấy sự kiên trì của bé Chi Hảo, tôi đã cảm động và chiều theo bé. Người lớn chúng ta cũng nên giống các em, nên có lòng kiên trì ăn chay. Tôi phát nguyện gia đình chúng tôi sẽ ăn chay, không được sát sinh nữa. Khi quyết tâm thì phải nói với bản thân, ăn chay là đúng. Và dũng cảm nói với người nhà, cha mẹ, anh chị em và chồng rằng mình quyết định ăn chay, mọi người đừng bảo mình ăn thịt nữa. Từ ngày hôm đó cho đến nay tôi đều ăn chay và tôi thấy không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả. Ăn chay giúp tôi càng khỏe mạnh và càng hoan hỷ. Con muốn ăn chay đến khi già luôn. Trong đoạn thành tâm phát nguyện có câu không còn nghe thấy tiếng kêu cứu của động vật, nghĩa là không còn nghe thấy tiếng khóc than của động vật, hãy ăn chay. Hiểu kinh tạng nghĩa là phải sám hối, phải sửa đổi. Trước đây con có la mắng các bạn, bây giờ con không còn la mắng các bạn nữa. Con vẫn luôn chơi đùa với các bạn, không chuyên tâm học hành. Vì vậy, con phải sám hối. Sau này, con sẽ chuyên tâm hơn. Nguyện lục căn, hiểu rõ và thanh tịnh, không vì hồng trần loạn tâm con. Nguyện đời đời kiếp kiếp luôn ăn chay, không còn nghe thấy tiếng kêu cứu của động vật.